Quang Hải đá chính, ghi bàn thắng tuyệt đẹp trong trận ra mắt Pau FC. Quang Hải đã tích cực tập luyện trong những ngày đầu tiên ở Pau FC, cầu thủ người Việt Nam hòa nhập khá nhanh với câu lạc bộ mới. Nhờ đó, anh đã được huấn luyện viên Thô Lốt trao cơ hội ra sân ngay từ đầu trong trận đấu giao hữu với câu lạc bộ hạng 5 của Pháp là Landes vào đêm qua. Theo giờ Việt Nam, đây là trận đấu đầu tiên của Pau FC trước mùa giải mới và cũng là trận ra mắt của Quang Hải cho câu lạc bộ mới. Ở trận đấu này, Quang Hải thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải. Bên cạnh đó, ngôi sao người Việt Nam cũng được huấn luyện viên Thô Lốt tin tưởng, trao trọng trách thực hiện những quả đá phạt của câu lạc bộ. Ngay lập tức, Quang Hải đã chứng minh giá trị của mình khi đóng góp bàn thắng tuyệt đẹp. Tình huống diễn ra ở phút 24, tiền vệ người Việt Nam đã có pha cứa lòng chân trái trong vòng cấm đầy ngoạn mục vào lưới Landes. Ngoài pha lập công này, nhạc trưởng người Việt Nam còn đặt dấu giày vào bàn thắng thứ 3 của Pau FC. Quang Hải đã có cú dứt điểm cận